Kênh Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hiện tại mình đang đứng tại chỗ khúc cua thứ hai. Để hôm nay là sẽ tiếp tục là kè cái khúc cua này mọi người ạ. Đấy, thì hôm nay là đã kè được một đoạn này rồi. Thì bây giờ là sẽ đặt lưới thử vào trước. Để tí nữa là sẽ cho đá vào trong này. Với lại là chát xi măng thêm ở dưới này nữa mọi người ạ, để cho nó bằng dần dần xuống. Để còn đặt cái khung lưới này cho nó bằng hơn. Đấy mọi người, ở chỗ này là đang kè thêm đá cho nó bằng lên này. Chỗ này thì sẽ đặt lưới trước và chỗ này sẽ san bằng. Thì bây giờ còn một số bà con thì bây giờ phải chia nhau ra. Ở trong này là ai biết xây nhở? Đây. Chưa làm bao giờ á? Nhưng ai biết kiểu xếp đá không, cho vữa vào thôi. Đâu? Đây chú. Chú sẽ xuống dưới này nhá. Xếp đá xong là xây dưới này nhá. Để em xem ở dưới kia còn ai không, đổi người lên trên này. Chưa, ở trên này bây giờ đông quá. Mua mì sử và mua mì xính à? Xong là thế thì phải hai người xuống đây cùng em. Hai người xuống đây cùng em để đổi dưới này. Đây, anh đi cùng em. Đấy, cả anh này biết xây không? Có. Anh này này. Có chứ. Đấy, thì anh này, anh ở đây nhá. Anh ở đây xây nhá, đi. Anh đi theo em. Với lại em trai nữa. Em trai kia đi đây. Đi xuống đây luôn. Để em đổi. À, thế xuống đây nhá. Mua mì sử và mua mì xính à? Mọi người ở trên này bây giờ đông người quá, bây giờ mọi người toàn ngồi ở kia thôi. Kiểu là bây giờ là phải chia nhau ra để xây lại chỗ này này. Vừa xây cho vữa vào để xếp đá lên đấy mọi người ạ. Anh Sử với anh Xính ấy đổi nhau. Anh với anh Sử thì sẽ lên kia xây nhá. Vâng, xây cái chỗ cái bên đường này này. Thế mà hai người sẽ xuống đây. Xong mà mọi người ở đây là biết làm này rồi, xong mà xuống chỉ thêm hai người kia thôi nhá. Mấy ông kia không biết làm đấy mày. Dạ. Mấy ông kia không biết làm. Mấy anh ở trên kia thì có người lại không biết xây cơ. Đấy. Thì bây giờ có những ai biết xây rồi thì mình cho lên trên kia làm để cho nhanh nhá. Đấy, anh Sử về anh Chính đi theo em này. Không à, tí nữa có hai người nữa xuống dưới này có làm cùng các anh. Anh đi bảo mấy hai người. Vâng, có em bảo rồi. Em bảo rồi. Và xuống đây mà anh chỉ nhá. Đấy. Anh đi theo em. Anh là anh Sử à? Anh là anh Sử, còn anh Xính nữa. À đây. Chú này. Đi, chú đi theo cháu. Ô, chú lại giả vờ rồi. Bây phải chia ra không, ở trên kia là giờ phải có làm, phải chiều nay là phải làm xong cái khúc cua kia để còn đặt cái lồng này vào nữa mọi người ạ. Vậy là phải tạo mặt bằng để đặt cái lồng. Đấy. Nhá, tí nữa chú lên nhá. Lên luôn, lên thôi, bây giờ lên luôn đi, bây giờ để đổi hai người xuống đây. Bên kia. Đấy, đây, có một em trai xuống này với lại một anh nữa. Xuống đây. Thì mình đổi nhau thôi mà. Ở đây là vẫn thế thôi, đi chú ơi. Làm như kiểu là cái bậc ở trên đấy mà. Đơn giản mà. Như kiểu là chú hôm nọ chú xây anh xây cái gì nhở, cái móng ở chỗ sân trường ấy. Đấy, như thế thôi. Đấy, anh xuống kia là có mấy anh khác dậy nhá. Đấy, mấy anh ở dưới kia là cũng biết làm cái lồng kia rồi. Thì mấy anh sẽ dậy. Đây, chú đi đây, xuống đây này. Làm dưới này này. Làm dưới này cùng chú này luôn này. Đấy. Làm cùng đấy, làm người bãi thế này. Xong là một người ở đây là chuyển đá xuống. Bây giờ phải phân công công việc ra. Chứ nay là mọi người là ngồi trụm hết lại trên kia. Đấy, hai em này là trộn vữa ở đây là được rồi. Đấy, bây giờ xuống dưới này làm.
Tí nữa xuống dưới này làm cùng chú này nữa thôi. Hoặc mệt là mình lên nghỉ. Ở trên này có nước đá đấy các thứ, mệt là mình lên nghỉ thôi, có gì đâu. Với lại mọi người ạ, bây giờ là trời hôm nay nó cũng nắng nữa. Mọi người làm tí cũng mệt đấy, nắng nóng. Mà cố gắng là giờ đến chiều ở dưới kia thì cũng phải làm xong 5 cái giọ này nữa để đặt vào đây. Cố gắng là từ giờ đến chiều là phải là xong. Mọi người ạ, thì ở dưới kia các anh đã làm xong một cái lồng nữa rồi. Thì bây giờ sẽ mang lên đây để đặt trên này này mọi người này. Đấy, bây giờ đặt lên đây. Xuống cẩn thận ngã chợ ngã nhá. Đặt sát sát vào anh ạ. Đặt chỗ đầu sát sát vào không ạ? Tí nữa mình lấy dây thép mình lại buộc hai cái đấy vào với nhau. Đây đây đây, thả cho. Gì anh nói gì đấy? Nhìn chung là gì đấy? Hả? Là lúc nãy là bùa nhầm rồi. Cái này là cái đầu ấy. À, buộc nhầm à? Đúng rồi. Cái này cái ở dưới đúng không? Đúng rồi. Ông mang dây thép đây tí mình buộc, mình ngồi đây mình buộc. Thế để một người đây buộc thôi nhá. Để một người đây buộc thôi. Mọi người cẩn thận đi đằng sau, không trượt chân ngã ra đằng sau đấy nhá. Đấy, để một người đây buộc, còn lại anh em mình lại xuống kia làm tiếp nhá. Đấy, mọi người ạ, anh gió rồi. Đây, vừa đi chở nước về. Đi được không? Em lên giữ. Hả? Phi tận xuống đây này. Nặng quá à. Đi xuống em giữ giữ sau đít cho. Sau xe cho. Ý, đơn giản đi. Đi ơi. Đi chậm chậm nhá. Tí kéo cả em đấy. Rồi từ từ thôi. Hả? Ừ, cũng được. Đây. Giữ xe nha.
Ôi. Đổ vào luôn. Đổ vào luôn. Ấy hết sạch nước luôn rồi. Giữ lại thử bóng nhá. Hai chuyến chắc đầy cái thùng này. À đâu phải, 4 chuyến đấy. Phải 3 chuyến, 3 chuyến đầy. Làm thêm chuyến nữa. Đâu đây này. Okay. Xe. Hả? Xe nặng quá. Đi chậm thôi nhá. Đi chậm thôi. Cố gắng đúng lên lấy một chuyến nữa thôi. Nhá. Cố gắng lấy một chuyến. Bây giờ mọi người ai cũng đang làm hết rồi. Đấy, đi cố một chuyến. À thôi nghỉ ngơi đã. Kiều ơi mua kem về rồi à? Đây nghỉ ngơi tí đã anh. Nghỉ ngơi đây để sẽ dịch dịch vào gọn gọn trong này. Mọi người ạ, thì bây giờ cũng đến chiều chiều, bây giờ 3 rưỡi 4 giờ rồi. Thì bây giờ sẽ cho anh em nghỉ ngơi giải lao. Thì ở trên kia là Hiếu đã đi mua kem về cho mọi người rồi. Ôi mọi người nghỉ giải lao tí đã. Nghỉ giải lao tí đã, làm tí đã khỏe này. Hầu ơi, bảo mọi người nghỉ giải lao. Chỗ này nắng quá nhỉ. Đây, ngồi chỗ này này, lên hết trên này này. Đấy, mọi người lên đây này. Em ơi, rửa tay đi để ăn kem đã. Anh em lên đây. Đây, chú lên đây thôi. Nghỉ nghỉ đã. Nghỉ tiếng Mông là gì anh? Nghỉ nghỉ giải lao ấy. So. So à? Ừ. So so. So so. Đây kem đây. Đây mua bao nhiêu đây? Trên kia cho ăn, ở độ trên kia ăn rồi, còn nguyên dưới này thôi. Như dưới này á? À? Người hai quay trước rồi nè. Thoải mái, gặp mỗi người hai quay thoải mái. Kem này kem mới à? Tự lấy tay đi cho nó dễ. Tự lấy đi. Đấy. Tự lấy. Tự lấy. Đây. À, tí ăn thêm lấy đây nhá. Nhá. Cái gì? Cá là ngon. Cá cá á? Cá là rất là ngon. Lấy hai cái được thì lấy hai cái luôn em ơi. Lúc này bảo là em chỉ được một cái thì. Ơ em ra ơi. So đi. So đi. Ăn gì? Mọi người đang nghỉ giải lao lúc. Hôm nay nắng quá anh nhỉ. Hôm nay nắng quá. Từ ngày mai là phải mua đá, mua nước và thường xuyên mọi người. Chứ làm này là háo nước lắm. Nắng nôi này.
Ở dưới kia không biết lên hết chưa. Hậu ơi, nghỉ tay tí đã. Chăm quá đấy. HKT, biết HKT không ai? HKT chơi nổi đấy. Mọi người ạ, thì ở trên kia thì nay Hiếu cũng đã phát kem xong ở trên kia rồi, thì bây giờ mọi người đã nghỉ giải lao xong, bây giờ đã đi chuyển bột tiếp rồi mọi người ạ. Trên kia nhanh đấy, hồi sức nhanh nhá. Chuyển tí đấy, ăn tí đấy, khỏe ngay rồi. Vừa đi vừa giải tí. Ở trên kia là đổ đầy, xuống dưới này là còn một nửa. Dạ. Vâng. Đúng đấy. Đúng đấy. Dùng cái đợt mà mình chuyển xi chuyển bột lên trên điểm trường làm đấy. Mai nhớ mua bao. Vâng. Bây giờ là mọi người đã nghỉ xong rồi, thì bây giờ bắt đầu sẽ làm tiếp. Ở dưới kia thì anh đang dựng khung lên trước để ghép cái lưới vào. Đây mấy anh em thì sẽ vẫn tiếp tục là kè đá dưới này. Đấy, bây giờ tạo một mặt phẳng đã mới đặt lên lưới lên được mọi người ạ. Đấy, bây giờ đặt cái lưới này, bây giờ thoải, nó dốc dần xuống ấy. Nó dốc dần dần xuống. Thì cái khúc cua này cũng mới đẹp được. Đấy, bây giờ là sau khi làm xong cái đoạn này ấy, thì cũng phải kè thêm một ít đất, à một ít đá lên chỗ khúc cua này để hạ độ dốc xuống nữa. Bây giờ mình xuống dưới này. Bây giờ là anh đang ghép lưới vào. Thì mọi người ạ, thì bây giờ làm cái này thì chiều dài này thì sẽ là 1,5 m này, chiều cao này là 1 m, còn bề ngang này là 80 phân. Thì sẽ để vừa cái chỗ mà mình đang kè chỗ kia. Cho dịch lên trên tí để úp vào này. Vừa xuống tí nữa, xuống tí nữa, xuống xuống đây mà, xuống đây thôi mà. Đấy. Thì ở dưới này thì các anh vẫn làm nốt cái ấy, làm nốt cái sọt. Đấy, bây giờ mình đi chạy lên trên kia xem là bà con chuyển bột đá thế nào nữa. Đấy, mình kênh cũng mua mấy cuộn lưới
Để ở mấy nữa là cũng xuống dưới là cái đoạn ở dưới, đoạn đường khúc cua ở dưới đoạn này ấy mọi người, thì sẽ sử dụng luôn. Đấy, mua một lần thôi. Tối nay cũng phải bảo các anh là khênh để hết vào trong lán. Mình xem đoạn dưới này các chú làm thế nào. Đấy, tức là làm thế là đẹp lắm rồi đấy. Đây mọi người này. Đấy mọi người là chuyển đá, chuyển bột đá từ tít ngoài kia vào đấy. Mỗi lần đi được 5 cái xe rùa. Ui rồi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Đấy, cái gì ạ? Làm sao? Nước ở trong này hết á? Anh gió ấy trời mà. Ôi, vừa trở về ra sao đã hết rồi, nhanh thế. Nãy anh gió anh vừa trở về 4 can. Giờ đã hết rồi. Đợi đợi gió tí. Gió đang chở nước về rồi. Gió với nó đi chở, anh người đi chở. Đấy mình cứ làm hết cái đống bột này này không, mình ngồi mình đợi đợi tí về nước về giờ ấy mà. Ở mọi người ạ, thì nước các anh cũng phải lấy tận bên Lũng Pù về, hồ treo ở bên Lũng Pù ấy mọi người ạ. Thì hôm nọ là mình cũng có sang bên đấy, thì hồ treo bên đấy chung là cũng có nhiều nước. Với lại quanh đây thì nếu mà lấy nước ở gần đây ấy thì sẽ không có mọi người ạ. Phải chạy sang tít bên cái xã Lũng Pù ấy. Đấy, hồ treo bên đấy là có nhiều nước hơn. Nên là các mọi người sẽ sang bên đây lấy nước, là bây giờ phải là một người là phải chở đi chuyển là liên tục luôn đấy. Chuyển liên tục để có thể có đủ nước để trộn bột này mọi người ạ. Nhưng làm này ở chỗ này là cũng tốn nhiều bột, dài tận xuống dưới kia bây giờ có làm được một nửa thôi đấy mọi người ạ. Còn sau này thì cũng phải đôn cả đường này nữa. Khả năng là mai mình sẽ mua thêm một cái bình dự trữ nước này để phục vụ cho bà con là để đựng nước, đúng không ạ? Hứng nước là từ mấy hôm nay, tháng này là đang mưa ấy mọi người, thì chỗ nào có bạt ấy để bạt chỗ đấy hoặc để hứng mưa luôn, mọi người đỡ phải đi chở nhiều đấy. Mọi người ạ, thì bây giờ là mọi người thì đang làm ở dưới này với lại kè đá thêm ở ngoài chỗ đoạn khúc cua này nữa. Thì trong chiều nay thì cố gắng là làm xong 5 cái dọ đá đấy. Để mai để tiếp tục là sẽ cho đá vào và cho cả thêm xi măng nữa mọi người ạ. Thì nhân tiện đây thì mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Mọi người thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.